Chào mừng các anh chị và các bạn tham gia nghiên cứu nội dung về cán cân thanh toán quốc tế. Chúng ta đã được nghiên cứu về cán cân thương mại quốc tế, thì bây giờ chúng ta nghiên cứu về cán cân thanh toán quốc tế. Cái sự khác biệt giữa cán cân thanh toán quốc tế, cán cân thương mại quốc tế là ở đâu? Thì khi mà nghiên cứu xong nội dung này, chúng ta có thể so sánh được. Và cái tầm quan trọng của việc là cân bằng cán cân thanh toán quốc tế đối với mỗi một quốc gia sẽ như thế nào? Thì để hiểu được điều đó, chúng ta sẽ xem xét khái niệm về cán cân thanh toán quốc tế. Nó là một bản đối chiếu giữa các khoản tiền thu được từ nước ngoài với các cái khoản tiền trả cho nước ngoài của một quốc gia trong một thời kỳ nhất định. Và cán cân thanh toán quốc tế là ghi chép tất cả những giao dịch kinh tế của một quốc gia với phần còn lại của thế giới trong một thời kỳ nhất định. Thời kỳ này thường được xác định là một năm. Và cán cân thanh toán quốc tế thì nó sẽ bằng là cán cân vãng lai cộng với cán cân vốn cộng với sai số thống kê. Chúng ta hãy nhìn một cái bảng về cán cân thanh toán quốc tế của nền kinh tế Mỹ được thực hiện năm 1999. Và đơn vị đo là tỷ USD, thì chúng ta sẽ hiểu được cái cán cân thanh toán quốc tế được xác định như thế nào, bao gồm những khoản gì. Ở đây nó cho chúng ta biết được có 3 khoản chính: một là tài khoản vãng lai, hai là tài khoản vốn, ba là cái sai số thống kê. Và kết toán cuối cùng cho chúng ta cái giá trị là cán cân thanh toán quốc tế cân bằng. Trong cái tài khoản vãng lai ở đấy, nó mô tả chúng ta bao gồm xuất khẩu ròng từ về hàng hóa này, xuất khẩu ròng về dịch vụ này, rồi thu nhập đầu tư ròng này, tất cả các khoản thanh toán chuyển nhượng ròng này. Và cộng lại, chúng ta có được cái cán cân tài khoản vãng lai thông qua các khoản mục từ 1 cộng 4 cộng 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4. Tiếp đến về tài khoản vốn thì nó bao gồm là các cái thay đổi về tài sản của cư dân nước ngoài cộng với thay đổi về tài sản của cư dân Mỹ ở nước ngoài, rồi là các loại tài sản của cư dân nước ngoài ở Mỹ vân vân. Nó được kết hợp thông qua các cái khoản mục 6 7, 8, 9 thì cho chúng ta được cái cán cân về tài khoản vốn. Thì đây là một cái bảng để mô tả chúng ta và giúp chúng ta hiểu được cách tính về cán cân thanh toán quốc tế mà thôi. Thì để làm rõ hơn các khoản mục về cán cân thanh toán quốc tế thì trước hết là chúng ta sẽ xem xét về cái tài khoản vãng lai. Thế nào là tài khoản vãng lai? Tài khoản vãng lai thì thường được gọi là cán cân vãng lai. Nó được kết toán trong cái cán cân thanh toán của một quốc gia ghi chép về những cái giao dịch về hàng hóa dịch vụ giữa những người cư trú trong nước với những người cư trú ở nước ngoài. Thặng dư của cán cân vãng lai thì thường xảy ra khi mà bên có lớn hơn bên nợ, và cái tài khoản vãng lai thặng dư khi mà quốc gia xuất nhiều hơn nhập khẩu. Thì đó là cái mà chúng ta lưu ý trong việc là phân tích hoặc là hiểu về cái cán cân tài khoản vãng lai. Tài khoản vãng lai thâm hụt khi mà một quốc gia nhập nhiều hơn là cái mức đầu tư, và mức thâm hụt tài khoản vãng lai thì nó thường hàm ý rằng là quốc gia thường gặp cái hạn chế trong việc tìm nguồn tài chính. Thông thường cán cân về tài khoản vãng lai nó bao gồm 4 khoản mục chính: một là thương mại hàng hóa dịch vụ, hai là yếu tố thu nhập, ba là liên quan đến chuyển tiền đơn phương, và 4 là liên quan đến thương mại về dịch vụ.